xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều vui vẻ nhé. Hôm nay thì mình sẽ ra đây và nó sẽ thanh niên kia hôm qua còn thả diều các bạn ạ. À, đây rồi. Đi. Hôm nay mình đang ra tình cờ gặp thanh niên đây, đang thả cái diều. Nhưng mà nãy cũng hết gió mọi người ạ. Mình cũng muốn làm video thả mấy con diều đẹp đẹp tí nhưng mà không có gió để mà thả. Chứ không thì mình cũng có thời gian thì mình sẽ ra để mà thả cho diều cho bạn xem nhé. Sẽ thả diều dài. Bây giờ thì mình sẽ đi thôi mọi người. Hello em. Quê vậy. Đấy, mấy thanh niên nó không bắt chuyện nữa anh em ạ. Đấy, ok các bạn ơi, bây giờ thì mình ra mình sẽ hướng dẫn thanh niên ấy thả chiếc diều nhá. Không biết là đang thả diều gì. À, đang thả diều đuôi dài các bạn. Thả con diều gì đẹp hết đấy. Bán xem. À, diều song vân đúng không? Ý thì thôi các anh xem diều đi. Bỏ ra anh ơi. Nào đi. Không. Bác con song vân đẹp phết đấy. Đẹp chưa? Cho sờ tí nào. Không. Mặt kiểu vẽ sơn lên à? Không. Nhìn đốm đốm đẹp phết nhỉ. Nó bằng khung tre hả em? Đúng anh. Nào hãy xem đi. Không. Một tị rồi. Không, một tị này cái gì? Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Rồi thật. Chẳng hát vô cùng. Đi xem cái đuôi cắt quang đẹp phết nhỉ. Đẹp chứ. Em làm mà. Trước nếu mà anh tính là anh cũng làm cái như này chơi. Nhưng mà hiện tại là mình cũng không có tre để mà làm ấy. Anh đừng có mà bốc phét đi. Ơ ta lại bốc phét làm gì? Ơ mình nói thật nó lại bảo mình bốc phét các bạn. Cho anh mượn gì? Không. Thế anh xem cách làm thế nào thì mai anh về anh làm thôi. Chứ còn anh cũng làm tất được đâu mà anh này để hôm qua quê. Hôm qua anh chả cho quê. Mày xem con 2 mét quầy. Xấu, không đi được đâu. Xấu, chả qua nó không có gió thôi. Anh đừng có bốc phét. Này gió ít mọi người nhỉ, này nhìn gió rất là ít luôn. Đưa xem tí nào. Không. Sao mày 2-3 hôm nay mày khinh thường ta đã cho mày lên 6 người còn khinh thường tao thế. Em chẳng cần. Anh tự nhiên ra đây như. Thì ra gọi là hết gió thì anh thấy cái này mày đâm lên con này bay cao phết thì anh ra xem cách làm nào để anh về anh làm xong vân hướng dẫn mọi người. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Cách làm xem. Không, anh muốn nhìn thực tế cơ, nhìn thực tế nó vẫn chất lượng hơn mọi người ạ. Đâu, anh xem đi. Không. Đây, cho xem một tí đây. Đâu, xem một tí nha. Qua. Chết phết nhỉ. Rồi thôi. Đừng, xem một tí nữa thôi. Ôi. Xem cái nào đi nào, đừng. Không. Đây. Anh bỏ ra. Đưa, từ từ, đây. Sao anh phải không em nói thế? Không may thôi. Không may gì tầm này. Sao anh phải không em nói thế? May thôi. Không may gì tầm này. Anh để nè. Không em về em bảo mẹ em đấy. Không may gãy rồi, chết tao rồi. Chết tao rồi, không may làm gãy. Anh bỏ tí em về em cáo mẹ anh không để em đánh chết. Thôi vậy thôi anh trả tiền cho nha. Không cần, anh đền nè. Không may. Anh tự làm đi một cái giống vậy này. Giờ chả lẽ sửa lại à, điên. Vậy, điên gì. Giờ xem tí thôi. Thôi lại bị bẻ nốt đầu kia thôi. Mình không phải đâu mọi người ạ, đây mình không may là tay mình cầm. Không may. Không may bẻ cong ấy. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Mình không phải đâu mọi người ạ, đây mình may là tay mình cầm không ấy. Không may bẻ cong ấy. Không may. Thật. Thôi anh chim cút đi. Nó bảo thật mà như đùa ấy. Anh cầm kiểu ông phá à. Đấy nhưng mà tí thôi. Không. Có cái liếu để đùa ông phá à. Gây bố rồi này. Thôi đưa xem tí. Thôi. Xem một tí nữa thôi để xem cái diều còn không. Đúng là con trai của ta. Thôi, đi về các bạn ạ. Nói chung là cái video bẻ diều thanh niên là nó khinh thường bình thường của anh em. Để xem nó sẽ như nào các bạn nhá. Anh đền đi ai? Không. Mơ à? Mày bảo ta đền à? Vậy. Thôi. Đi về bảo mẹ. Thôi, im đi, nước vào trong. Em không nghĩ mày. Mày tưởng tao thương mày á? Tao thương mày thì ai bảo thương bản thân tao? Nói chung là anh bẻ diều em thì thôi cho anh xin lỗi. Ha 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 ha
Đâu vậy? Thôi để anh mang về anh làm lại cho. Thôi anh bẻ đôi con kia nữa thôi. Thôi anh mang về anh làm lại cho. Đây. Ok. Nhưng mà nói chung là tre này của em cũng dẻo phết nhỉ? Đúng rồi. Bền phết, con này về. Thôi thôi thôi. Không anh không bẻ điên à? Nó thật mày nha. Anh mà bẻ hai đầu gối bằng nhau. Nó thật mày nha. Anh mà bẻ hai đầu gối bằng nhau. Chạy chạy. Đậu cứng à? Thôi, mày đun tao, tao đun mày. Thôi thôi. Thôi. Anh ơi. Anh ra đi. Thôi, không may. Thôi. Anh ơi. Anh ra đi. Thôi, không may. Ảo thật đấy. Thôi nha. Anh bắt tay giảm hòa. Anh bắt tay giảm hòa hay mai làm lại mày khác? Mình có rất là nhiều tre nên là mình sẽ làm cho thanh niên này cái điều khác anh em ạ. Mình sẽ bẻ nốt cái nữa mình về các bạn nhé. Nói thế nào? Không. Đâu, đưa xem lại. Thế thôi rồi nó cũng ra thành nông nỗi này rồi. Cái này về vẫn chế được mà. Đúng không? Anh làm mà, lại nhưng mà tin tưởng anh không? Em nghĩ là em tin tưởng anh ấy. Tin là đúng rồi đấy. Đéo tin. Tin là đúng rồi đấy. Nhưng mà không phải được. Không phải được em mà. Được. Thôi. Đen. Anh em mình thôi nhá. Không thôi. Đường sao ấy. Đừng bao giờ khi người khác. Đen đâu? Thôi nhá. Không thôi. Thôi. Anh biết em làm bao nhiêu công sức không? Thôi mình làm đáng mấy thời gian thì mai. Đáng mấy thời gian gì nhỉ? Hôm nay là mình đã chôn thanh niên xong. Nói chung là một buổi khinh thường người khác cuối cùng. Đây là phần 3 kết thúc của mình các bạn ạ. Nói chung là từ sau đừng bao giờ khinh người khác em nhé. Đến. Thôi biết nói rồi. Vì có mẹ. Vì có mẹ. Mình nói mình đi có mẹ. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn các video sau nhé. Tứ đừng để nói. Tứ đừng để nói. Thôi bây giờ thì kết thúc video thì anh giờ anh mang diều về anh sửa cho được chưa? Thôi về sửa đi. Nhưng mà vậy là mẹ nha. Anh có sửa em táo. Rồi ok. Anh để bên hai bên bằng nhau. Yên tâm. Anh mà đã sửa đảm bảo em không bay được luôn. Anh mà đã sửa đảm bảo em không bay được luôn. Ảo thật đấy. Anh ở lại. Thôi đảm bảo anh sửa nó bay được chưa? Ý giời. Rồi hãy cho đi về nha. Giờ mình sẽ mang về sửa lại cho thanh niên anh em ạ. Nói chung là thanh niên về. Nói chung là phá của em ra anh cũng thấy hơi buồn. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Buồn gì anh sướng như. Thì anh buồn cười đi. Thì anh buồn cười đi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn các clip lần sau nhé. Bye bye.